Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với tình hình mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tham dự lễ viếng, lễ truy điệu 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng Ba. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và huyện Bố Trạch. Tại huyện Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Tân Ninh. Đây là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt lũ lụt này. Theo thông tin ban đầu, toàn xã có 1.800 nhà bị ngập từ 1 đến 2 mét, 5 trên 5 thôn bị chia cắt hoàn toàn, giao thông bị chia cắt với trung tâm huyện. Trên địa bàn huyện Quảng Ninh, đến thời điểm này, mưa vẫn rất to, mực nước lên nhanh. Tính đến 16 giờ ngày 18 tháng 10, huyện Quảng Ninh có trên 13.000 nhà bị ngập tại hầu hết các xã thuộc huyện, trừ các xã Trường Sơn, Hải Ninh, Lương Ninh. Huyện cũng đã di dời trên 900 hộ dân đến nơi an toàn. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, những ngày vừa qua đã chỉ đạo và đã chuyển hàng cứu trợ đến bà con vùng ngập lụt sâu để bảo đảm bà con có thể là cầm cự được trong vòng 5-7 ngày. Tuy nhiên thì huyện và xã đang tiếp tục nắm tình hình, những vùng nào mà có nguy cơ thiếu hụt nhân lực thực phẩm tiếp tục hỗ trợ cứu trợ cho bà con và chỉ đạo để bảo đảm an toàn, trước hết là về tính mạng. Thì bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ chỉ huy biên phòng ứng cử thêm các phương tiện có công suất lớn hơn để hỗ trợ cho huyện, ngoài các phương tiện của công an quân sự, ngoài phương tiện của huyện. Tại huyện Lệ Thủy, mực nước trên sông Kiến Giang đạt 3,93 m, nước lũ dâng cao hơn đợt lũ lịch sử năm 1979 là 59 cm, gây ngập hàng chục nghìn nhà dân. Mưa lũ đã làm cho khoảng 80% nhà dân toàn huyện bị ngập, trong đó khoảng 40% bị ngập sâu từ 1 mét trở lên. Các địa phương bị lũ ngập sâu như An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang. Có những nơi thấp trũng như thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy và các thôn của xã An Thủy có nhiều nhà bị ngập sâu từ 3 đến 5 mét. Lượng mưa trên toàn tỉnh rất là lớn, có nơi là mưa đến trên 800 ly. Dự báo trong 2 ngày tới thì lượng mưa sẽ còn rất là lớn. Do đó là đề nghị các địa phương chuẩn bị các phương án để ứng phó kịp thời với các trường hợp khẩn cấp và khuyến cáo cho người dân là hạn chế đi lại. Trong lúc đi lại có những việc cần thiết thì phải là trang bị cái áo phao, rồi là kê cao các đồ lên là có nguy cơ là mực nước sẽ lên trên báo động 3 rất là nhiều và đặc biệt là vượt cả cái đỉnh lũ lịch sử từ năm 1979. Đặc biệt là cái năm 2010 thì cũng có thể là vượt qua cái ngưỡng của năm 2010. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Bố Trạch và một số địa điểm xung yếu thuộc tuyến kè chống sạt lở tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Tại những nơi đến kiểm tra tình hình, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tăng cường bám sát tình hình, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Trong mọi trường hợp, cần đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết. Mưa đặc biệt to, một số nơi đã đạt được mức trên 800 mm, cộng với thủy triều dâng và đặc biệt là gió rất mạnh, dẫn đến các dòng sông trên Quảng Bình đều có mực nước lũ lên rất cao, từ sông Danh, sông Nhật Lệ, sông Long Đại, sông Kiến Giang, và dẫn đến việc ngập lụt, tái ngập lụt ở rất nhiều địa bàn trên toàn bộ tỉnh Quảng Bình, trong đó đặc biệt nghiêm trọng ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Cho đến nay qua rà soát của chúng tôi thì tổng và mưa gió cũng đã gây ảnh hưởng sạt lở một số đoạn đê kè, đặc biệt là đê kè biển thuộc khu vực Cảnh Dương. Và tuy nhiên một điều may mắn là cho đến thời điểm này thì chưa có một cái sự việc đáng tiếc nào xảy ra đối với tính mạng của bà con nhân dân. Cái này cũng có được là do chúng ta có cái sự chuẩn bị và vào cuộc rất là sớm của các lực lượng và sự chủ động của bà con nhân dân trong áp dụng phương pháp nguyên tắc 4 tại chỗ, từ việc rất chủ động trong phòng ngừa các cái đợt lũ lụt và đặc biệt là cái sự cảnh báo rất sớm của các cấp ủy chính quyền, và với cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền từ thôn, xã, huyện và tỉnh thì cơ bản là người dân trước khi mà nước lũ dâng thì đã được di chuyển đến những nơi an toàn, và dự kiến là trong đêm 18 và trong ngày 19 thì nước lũ sẽ đạt đỉnh cao. Thì chính quyền các cấp cũng đã giao nhiệm vụ cho chính quyền thôn, chính quyền xã sẽ phải đưa người dân từ nơi thấp đến nơi cao trước 17 giờ, có nghĩa là trước buổi tối ngày hôm nay, để đảm bảo an toàn cách tối đa cho người dân.
Và đặc biệt là chúng tôi cũng đang yêu cầu tất cả các lực lượng khi tham gia cứu hộ, trợ giúp cho người dân thì phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục dâng cao. Hiện đã đạt 3,9 m trên mức báo động 3 là 1,2 m, tương đương lũ lịch sử năm 1979. Đồng thời, lũ diện rộng sẽ xảy ra ở hạ lưu các sông và vùng trũng thấp các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa. Chiều nay ngày 18 tháng 10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Tuyên Hóa, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục triển khai tốt phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt không được chủ quan lơ là và chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ. Cấp ủy chính quyền địa phương cần kiểm tra và yêu cầu các công trình xây dựng đang thi công, các mỏ khoáng sản đang khai thác phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Cần sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh do mưa lũ, không để ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và cơ sở thuốc để sẵn sàng phục vụ nhân dân đau ốm trong thời điểm lũ lụt xảy ra. Tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 10, toàn huyện có hơn 3.460 hồ bị ngập lụt do mưa lũ, tập trung ở các xã dọc sông Danh như Văn Hóa, Châu Hóa, Đức Hóa, Cao Quảng. Nhiều trụ sở, đơn vị trường học, nhà văn hóa thôn cũng bị ngập do mưa lũ. Đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất ở một số xã như Đức Hóa, Thuận Hóa. Chính quyền địa phương đã khẩn trương vận động di rời 278 hộ với 846 nhân khẩu đến nơi an toàn. Huyện đã tập trung triển khai ngay các cái phương án phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, giao cho các cái đồng chí trong ban chỉ huy là về tại địa cơ sở để mà trực tiếp cùng với địa phương để mà chỉ đạo ra soát lại các phương án di dời dân, đặc biệt là những cái vùng trũng thấp, những cái vùng có nguy cơ sạt lở, các cái vùng xung yếu mà thường là có ngập lụt sâu. Nếu trường hợp nào mà không di dời, giao cho ủy ban nhân các xã phải thực hiện cưỡng chế di dời để mà đảm bảo an toàn cho người dân. Trực tiếp đi kiểm tra công tác chỉ đạo tại trạm chỉ huy tiền phương của huyện Quảng Trạch ở xã Cảnh Hóa, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trước tình hình mưa lũ còn phức tạp kéo dài, huyện Quảng Trạch cần phân công cả đồng chí trong lãnh đạo về các địa phương để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ. Trong trường hợp mưa lũ diễn biến phức tạp vượt quá khả năng của huyện, cần kịp thời báo cáo để huy động thêm các lực lượng, phương tiện của tỉnh để triển khai công tác hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Cấp ủy chính quyền địa phương phải giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thôn xóm, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ do chủ quan sơ sẩy ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. Các công trình xây dựng, mỏ khoáng sản ở các vùng xung yếu phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Tại thị xã Ba Đồn, đồng chí Trần Thắng đã trực tiếp gặp gỡ đồng viên nhắc nhở người dân vùng ngập lụt cần chú ý thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương cần đảm bảo lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ nhân dân, tuyệt đối không để người dân bị thiểu đói do mưa lũ. Cần chủ động dọn dẹp, di rời, sắp xếp các sạp hàng ở các chợ, đặc biệt là khu vực chợ Ba Đồn, phòng khi lũ dâng cao vào ban đêm gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân. Sẵn sàng cả phương án để di rời dân khi cần thiết. Tiếp đó, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập tại hồ Phú Vinh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới. Đến 17 giờ ngày 18 tháng 10, dung tích của hồ Phú Vinh đang ở mức 15 triệu mét khối nước, trong tổng dung tích thiết kế của hồ chứa là 22 triệu mét khối. Sáng nay ngày 18 tháng 10, đồng chí Trần Công Thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Quảng Ninh. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Công Thuật chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với người dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh, đồng thời nhấn mạnh tình hình mưa lũ dự báo sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa bàn tiếp tục bị ngập sâu và chia cắt. Vì vậy, cấp ủy chính quyền huyện Quảng Ninh cần tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó, trong đó cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho nhân dân. Những nơi thấp trũng, vùng bị ngập sâu cần triển khai ngay các biện pháp để kịp thời sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, có phương án đảm bảo đời sống của người dân, tuyệt đối không để bà con bị đói rét do mưa lũ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chính quyền huyện Quảng Ninh tiếp tục bám sát địa bàn và diễn biến mưa lũ
để có phương án chủ động ứng phó. Sáng nay ngày 18 tháng 10, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Bố Trạch. Toàn huyện Bố Trạch hiện có 33 thôn bản bị chia cắt, cô lập, hơn 1.000 nhà dân bị ngập từ 0,2 đến 1,5 mét. Bố Trạch cũng có trên 5.100 hộ dân với hơn 18.400 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Cao Văn Đình đã đề nghị huyện Bố Trạch và các địa phương khẩn trương rà soát tất cả các hộ dân ở vùng nguy hiểm có nguy cơ bị ngập, bị sạt lở để di dời đến nơi an toàn. Đồng thời có phương án dự trữ lương thực cho người dân ở những vùng bị ngập, bị nước lũ chia cắt tối thiểu là 10 ngày. Sáng nay ngày 18 tháng 10, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Ninh, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là đợt mưa lũ rất lớn kéo dài, vì vậy chính quyền cả địa phương phải triển khai cả phương án theo phương châm 4 tại chỗ, tập trung lực lượng phương tiện để di dời dân tại những vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng ven sông suối, ven biển, hạ lưu các hồ đập, vùng thấp trũng, khu vực ngập úng đô thị đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống để đáp ứng nhu cầu của bà con. Các địa phương triển khai lực lượng để kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các khu vực ngầm tràn, đò ngang, cương quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm. Tuyên truyền nhắc nhở, kiên quyết không để nhân dân vớt củi, bắt cá, lội qua khe suối khi đang có mưa lũ. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ để chủ động sẵn sàng cả phương án. Kiểm tra công tác khắc phục đoàn đê kè chắn sóng bị sạt lở tại thôn Yên Hải, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động các phương án ứng phó. Mưa lớn trong các ngày qua đã dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Mưa lớn trong các ngày qua đã dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, mưa lớn đã khiến hàng vạn ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập, nhiều thôn bản tại các địa phương trong toàn tỉnh bị chia cắt. Về tình hình giao thông, quốc lộ 1 bị ngập gây tắc nghẽn giao thông tại nhiều vị trí. Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây, quốc lộ 12A, 12C, quốc lộ 15, các tuyến đường tỉnh nước dâng gây ngập nhiều đoạn tuyến. Đường nội thành tại thành phố Đồng Hới nhiều đoạn cũng bị ngập sâu. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, dự báo mưa còn kéo dài, các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới cũng đã chủ động cả phương án ứng phó, đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa thiệt hại sau mưa lũ gây ra. Từ đêm qua đến sáng nay, nước lũ lên nhanh và tràn vào các nhà dân thuộc khu vực tổ dân phố Phú Thường, Diêm Hải, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới. Một số địa bàn ở phường Đức Ninh Đông như tổ dân phố Bình Phúc, Diêm Thường, Diêm Hà, Đức Trương, mưa lũ đã gây ngập các tuyến đường giao thông đi lại. Đến trưa ngày 18 tháng 10, nước bắt đầu tràn vào nhà dân. Nước lên từ khi lúc mà 10 giờ đêm ạ, nước có tao dữ mạnh lắm. Lên trong nhà ở khu phung Phú Hải như là ngập, hầu như là ngập. Thế sáng sớm thì ba con cố gắng dây sớm để dọn dẹp hơn. Nói chung là khi tối là hầu như ở cái xóm đi là ba con là thức trắng đêm. Mưa nước vô nó là nút nó nâng đấy. Chứ thì nước về chứ nước nàng nửa nhà rồi kìa, thì ngang cái bàn nằm sàn này kìa. Nên là ra thì coi thì chúc thấp chúc đâu cho đi nó với đi ra rồi nó đi đen đi với đây chứ. Mưa nước cùng cái đêm thì dơ với vậy chứ ngang nửa nhà thôi. Hiện nay toàn thành phố có khoảng hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thành phố Đồng Hới đã kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với các vùng trũng thấp thì cử lực lượng bám sát địa bàn để chỉ đạo nhân dân có phương án ứng phó như di chuyển người, cơ sở vật chất lên vùng cao, cử các lực lượng nhắc nhân dân không ra ao hồ, sông suối để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong mưa lũ. Hiện tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp, người dân cần đề cao cảnh giác để kịp thời chủ động sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại sau mưa lũ gây ra. Trong những ngày mưa lũ, người dân thành phố Đồng Hới vẫn ra các bờ biển, cửa sông Nhật Lệ để trục vớt củi, gỗ trôi dạt vào bờ. Dự báo mực nước các sông tiếp tục dâng cao, nước tràn vào bờ trong khi hành lang không có thanh chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho nhân dân. Các cơ quan chức năng,
lãnh đạo các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn có thể xảy ra trong mùa mưa lũ. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều địa phương ở huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Xã Phú Hòa là địa phương thường bị ngập lũ sâu. Chính vì vậy, trong những ngày qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp để phòng chống lũ lụt, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Hiện tại thì chúng tôi đang triển khai lực lượng tuyên truyền vận động trên loa truyền thanh của xã và các thôn, triển khai với các thôn tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực phòng chống lũ lụt, không chủ quan để xảy ra những cái trường hợp không đáng có. Để hiện tại thì các đồng chí đồng ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã và lực lượng công an quân sự trực tại trụ sở 100%. Khi có tình huống xảy ra thì sẽ giải quyết kịp thời. Thì sáng nay thì lực lượng công an quân sự và các đồng chí trong ban phòng chống thiên tai trực tại trụ sở thì có một ca là sinh mà đang nước lên nhanh, gia đình điện báo thì chúng tôi đã triển khai lực lượng và đến tại gia đình và chở người sắp sinh sang đường liên đường Quảng quốc lộ 12A để xe cứu thương của huyện lên đưa về bệnh viện Đa khoa khu Bắc Quảng Bình. Đến trưa ngày 18 tháng 10, địa phương này đã bị chia cắt hoàn toàn. Toàn xã đã có trên 100 hộ dân bị ngập lụt, hồ ngập sâu nhất là trên 1,5 mét. Quá trình vừa rồi là lũ nó vào thì địa phương của xã Phú Hòa này cũng tuyên truyền rất là sâu sắc về cái phòng chống lụt bão, cũng có một số là bà con cũng hầu như là bà con đã dọn dẹp hết tất cả các cái đồ lên cao. Mà chưa chứ mưa lũ như thế này khả năng là nó thiếu tất cả nguồn nước và mì tôm đồ ăn khả năng thiếu vì là hiện tại cả cái đường chuẩn bị là ngắn cách cả rồi. Đến 17 giờ ngày 18 tháng 10, lũ lên trên mức báo động 3, toàn huyện đã có trên 1.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, đặc biệt là ở các xã Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Thanh, Liên Trường. Huyện Quảng Trạch đang khẩn trương chỉ đạo các xã, các ban ngành, mặt trận đoàn thể theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để kịp thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó di rơi, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, vùng ngập sâu nguy hiểm, sạt lở đất, triều cường đến nơi an toàn. Huyện Quảng Trạch cũng đã thành lập trạm chỉ huy tiền phương tại xã Cảnh Hóa để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ. Lực lượng công an huyện đã tập trung 100% quân số, sử dụng toàn bộ các phương tiện thủy, phương tiện đường bộ để bao bố trí cán bộ chiến sĩ đến toàn địa bàn 17 xã, đặc biệt tập trung các thị xã có vị trí trọng yếu như các xã dọc tuyến sông Danh, cảng biển Hòn La, tuyến biển và các cái vị trí có cái đập, có các cái đập trọng yếu ở trên địa bàn, thì thường xuyên bố trí lực lượng cùng với phối hợp với thủy nông để canh gác cảnh giới để đảm bảo là hoạt động khi có cái nước lũ lên to và có nguy cơ vỡ đập. Tại thị xã Ba Đồn đã có 10 xã với trên 6.000 hộ dân có nhà bị ngập, nơi ngập sâu nhất là 1,5 mét ở thôn Văn Phú, xã Quảng Văn và các xã Quảng Tiên, Quảng Minh. Thị xã đã tiến hành di rời khẩn cấp 85 hộ với 357 nhân khẩu đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng cũng bị mưa lũ chia cắt. Hiện nay, thị xã Ba Đồn đang huy động lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay phương án 4 tại chỗ thì thị xã Ba Đồn đã chuẩn bị rất là đầy đủ. Cơ bản là bây giờ là phải sử dụng những cái nhà dân cao và những cái gọi là cá nhân và những cái sử dụng những cái nơi vừa chủ yếu ở đây là những cái địa bàn vùng quần bãi, vùng giáo, cái sử dụng những cái nhà thờ, những cái nhà dạy giáo lý và những trường học để di dân tại địa điểm đó. Và đặc biệt hiện nay thì các thôn cũng đã triển khai lực lượng để di dân. Trước tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn đang tích cực chỉ đạo các địa phương trên địa bàn theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, cử cán bộ chiến sĩ tăng cường bám nắm các địa bàn bị ngập lụt để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân. Đặc biệt chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, tuyệt đối không để người dân thiểu đói do mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Tại huyện Lệ Thủy, mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 80% số hộ dân trên địa bàn bị ngập lụt, chủ yếu ở các xã Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Lộc Thủy. Huyện Lệ Thủy đã di rời hơn 400 hộ dân với 1.500 nhân khẩu ở những nơi có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Tại huyện Minh Hóa, đã có hơn 780 hộ dân bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài.
chủ yếu ở các xã Tân Hòa, Minh Hòa, Thường Hòa. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự huyện đã di dời hơn 100 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Nhằm duy trì thông tin liên lạc và đảm bảo an toàn thiết bị viễn thông trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 18 tháng 10, Sở Thông tin Truyền thông và VNPT Quảng Bình đã tổ chức đoàn kiểm tra, ra soát và khắc phục sự cố tại các trạm BTS bị ngập lụt. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Việc duy trì hệ thống thông tin liên lạc cho nhân dân là một vấn đề hết sức cần thiết. Tuy nhiên, tại các vùng bị ngập sâu, một số trạm thu phát tín hiệu di động BTS cũng đã bị nước tràn vào, gây hư hại và làm mất liên lạc cục bộ. Đoàn kiểm tra đã xác định vị trí các trạm BTS bị thiệt hại, đến tận nơi để kiểm tra mức độ hư hỏng cũng như kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục của đội ngũ kỹ thuật viễn thông tại đây. Ngoài một số trạm BTS bị ngập lụt hoàn toàn ở Lệ Thủy, Quảng Ninh, những trạm bị hư hỏng hiện đã được khắc phục để phục vụ nhu cầu liên lạc của người dân. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Quảng Bình đã tạm dừng hoạt động nhiều tuyến xe khách liên tỉnh và nội tỉnh. Theo thông tin từ Trung tâm Bến xe Quảng Bình, đến 7 giờ ngày 18 tháng 10, hầu hết các tuyến xe khách trên địa bàn tỉnh đã tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho chủ phương tiện, lái xe và hành khách. Riêng tuyến liên tỉnh chỉ còn hoạt động các chuyến Đồng Hới đi Đà Nẵng, Vinh, Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng Cái. Ba Đồn đi Đà Nẵng, Vinh, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với tuyến nội tỉnh, chỉ còn một chuyến duy nhất duy trì hoạt động là Đồng Hới đi Ròn. Mọi thông tin, hành khách có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0913295474. Ngày 18 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi trường các đơn vị trực thuộc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng, diễn biến phức tạp và có khả năng còn kéo dài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 14 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới và công điện số 07 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương chưa học sinh, học viên toàn tỉnh nghỉ học cho đến khi có công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho đi học lại. Thưa quý vị và các bạn, vẫn đang tiếp diễn đe dọa đến tính mạng của hàng ngàn hộ dân nơi đây. Chính vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để ứng cứu người dân. Trước diễn biến mưa lũ dài ngày và phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động hai đoàn công tác đặc biệt cùng cả cano cao tốc khẩn trương đến các địa bàn ngập lụt sâu tại huyện Minh Hóa và huyện Lệ Thủy, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, mưa vẫn rất to, gây ngập lụt trở lại nhiều vùng dân cư và ách tắc cả tuyến giao thông huyết mạch. Hiện toàn tỉnh có 34.175 nhà dân bị ngập, trong đó ngập sâu nhất là tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Như vậy là lũ năm nay là lũ trong lũ, nên rất cao. Thì này là tất cả các khả năng bị ngập hết. Bây giờ nhờ các chủ biết không là tạo điều kiện giúp đỡ cứu đỡ cho dân trong lúc hoàn nạn thì chúng tôi cũng cảm ơn các anh bộ đội. Dưới trời mưa lũ, những người lính biên phòng vẫn đang ngày đêm kiên cường bám trụ để giúp đỡ chính quyền địa phương và người dân ứng phó với mưa lũ. Ngay bây giờ cái địa bàn của huyện Lệ Thủy nước đang còn rất là cao, cho nên là vẫn phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục đến những cái địa bàn trọng điểm, những cái hộ gia đình mà đã ngập sâu, và chúng tôi đã là cứu được hơn 20 hộ dân, và hiện tại là chúng tôi vẫn đang còn tiếp tục để cùng với chính quyền địa phương đến những cái địa bàn trọng điểm để tiếp tục cứu hộ người dân, đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc cả đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới Quảng Bình vẫn đang cùng cả lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục nhanh sự cố trên các tuyến đường bị sạt lở và khẩn trương đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm. Dù bất luận khó khăn như thế nào, thì người lính biên phòng vẫn luôn có mặt kịp thời để sát cánh cùng nhân dân vượt qua gian khó. Ngày 18 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai hạ thủy 13 xuồng cứu hộ, 5 ô tô cứu kéo, và cử hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ để ứng cứu và di dời trên 900 hộ dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời xuất kho 1 tấn mì tôm, 5 tà lương khô, 300 thùng nước uống đóng chai để hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng do mưa lũ tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Hôm qua ngày 17 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Cụ thể, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Quảng Bình. Tại buổi lễ,
lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời cảm ơn trước những tình cảm của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và hứa sẽ trao tiền hỗ trợ đến tận tay cho bà con vùng lũ. Dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã đến thăm và trao xuất quà trị giá 3,5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Trọng Phú ở thôn Trần Xã, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh bị ảnh hưởng do mưa lũ. Được biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ tại hai huyện Lệ Thủy và Minh Hóa. Tổng trị giá các phần quà được trao trong đợt này là gần 211 triệu đồng. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã trích từ quỹ cứu trợ của huyện để đến thăm và trao 200 xuất quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở thôn Thuần Hoa, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên người dân sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Thắng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tham gia lễ viếng, lễ truy điệu 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng Ba, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Công Huấn, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực phụ trách hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Hân, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại tá Lê Văn Vĩ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh. Lễ viếng, lễ truy điệu các đồng chí hy sinh khi làm nhiệm vụ được bộ tổng tham mưu, bộ tư lệnh quân khu 4, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cùng gia quyến các liệt sĩ tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ bệnh viện quân y 286 tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 13 tháng 10 năm 2020, trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, các công nhân bị vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng Ba thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 13 đồng chí thuộc đoàn công tác của Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã anh dũng hy sinh, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 14, Phó Tư lệnh Quân khu 4, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Quảng Bình. Ghi nhận công lao đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Đảng, Nhà nước đã truy tặng đồng chí Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Sau lễ viếng, theo nguyện vọng của gia đình, các liệt sĩ đã được di chuyển về quê hương an táng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ viếng và truy điệu tại bệnh viện quân y 268, chiều ngày 18 tháng 10, linh cữu của Thiếu tướng liệt sĩ Nguyễn Văn Man đã được đưa về quê hương Quảng Bình. Gần 17 giờ chiều ngày 18 tháng 10, trong điều kiện thời tiết mưa lũ, đoàn xe đưa linh cữu Thiếu tướng liệt sĩ Nguyễn Văn Man về đến thành phố Đồng Hới. Đoàn xe đã đưa Thiếu tướng đi qua trục đường chính thành phố, đi qua quảng trường Hồ Chí Minh và qua trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nơi Thiếu tướng từng công tác, trước khi về đến nhà riêng tại tổ dân phố 9, phường Nam Lý. Thiếu tướng liệt sĩ Nguyễn Văn Man hy sinh vào 0 giờ 5 phút ngày 13 tháng 10 năm 2020, trong khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn các công nhân bị vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng Ba thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự hy sinh của Thiếu tướng là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, của tinh thần dũng cảm vì nước, vì dân. Với lòng cảm phục, kính trọng và tiếc thương vô hạn dành cho Thiếu tướng, ngay từ đầu giờ chiều 18 tháng 10, mặc dù trời mưa to, nhưng rất đông người dân thành phố Đồng Hới đã tập trung hai bên đường để chờ đón linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Bà con là gác tất cả mọi cái công việc, mọi hoạt động để đón linh cữu của đồng chí về quê. Rồi thì mưa nữa, bà con cứ ra đứng ngóng ngoài đường để chờ đạc tám quân trong xóm cái xóm ăn quân. Nghe tin như là đồng chí Man là ở trong Huế 12 giờ về đây, nên bà con hồi hộp ngủ nghỉ ở đây để đón gia đình chị về với địa phương, giống như được con về quay lại về với địa phương. Chúng tôi rất đau buồn và thương xót, không những bây giờ mà suốt cả mấy ngày nay nhân dân Nam Lý và bản thân tôi mong chờ người con của Nam Lý về đất mẹ. Thiếu tướng
liệt sĩ Nguyễn Văn Man đã trở về yên nghỉ trong tình yêu thương của người dân quê hương đất mẹ Quảng Bình. Dù đã ra đi mãi mãi, nhưng hành động quên mình cứu dân của thiếu tướng là tấm gương sáng ngời cho lý tưởng cách mạng cao đẹp và sẽ còn mãi trong lòng người dân và các thế hệ mai sau. Noi gương tưởng Man, những ngày này hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đang vượt qua mọi hiểm nguy gian khó để tập trung giúp dân phòng chống thiên tai, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà thiếu tướng và các liệt sĩ còn dang dở với mục tiêu cao cả là vì nước, vì dân. Lễ viếng thiếu tướng liệt sĩ Nguyễn Văn Man được bắt đầu vào 20 giờ ngày 19 tháng 10, lễ di quan lúc 13 giờ ngày 20 tháng 10 và lễ an táng từ 14 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2020. Linh cữu được an táng tại nghĩa trang gia đình. Về đi nào, về thôi các anh ơi. Chương trình thời sự tối nay chưa được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 18 ngày 19 tháng 10. Khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có mưa to, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm 95 đến 97%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có mưa to, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm 95 đến 96%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm 87 đến 95%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây, có mưa to, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm 93 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoa Lão nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm 89 đến 93%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ 22 đến 24 độ, độ ẩm 88 đến 96%. Khu vực thị trấn Quán Hầu nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ 22 đến 24 độ, độ ẩm 88 đến 95%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm 89 đến 96%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km.